Năm 2020, họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng bắt đầu nảy ra ý tưởng dùng vỏ trứng để làm tranh với mong muốn tìm cho mình một lối đi riêng trong sáng tác nghệ thuật. Gom vỏ trứng trong gia đình, đi riêng ở các hàng quán. Vỏ trứng sau khi được họa sĩ thu gom sẽ được rửa sạch, khử tanh và xử lý lớp màng và đem đi sấy khô. Mỗi loại vỏ trứng sẽ có màu sắc khác nhau, như vỏ trứng có màu lốm đốm, trứng gà ta có màu vàng nhạt, trứng gà công nghiệp có màu nâu. Quá trình sáng tác, họa sĩ Vượng thường sử dụng màu vỏ trứng nguyên bản chứ không nhuộm màu cho vỏ. Đối với những gam màu tối, họa sĩ sẽ dùng vỏ trứng nướng. Quá trình nướng trứng cũng mất khá nhiều thời gian và sự tỉ mỉ. Vẽ trên bình thường thì lấy vẽ màu lên rồi sửa lại được và nhanh hơn. Vẽ nhanh hơn và dễ khi sai hoặc là khi có những cái gì mà mình cần thì mình sửa được, nhưng mà đối với trên vỏ trứng thì khó hơn và làm thời gian lâu hơn. Làm ví dụ như một bức tranh vẽ bình thường vẽ màu thì là làm so với thời gian vẽ trứng thì thời gian vẽ trứng gấp 5 đến gấp 10 lần, và khi sai là phải sửa ngay trong cái buổi hôm đó, còn để đến chiều hoặc đến ngày mai thì bức tranh đã bị hỏng và khi mình cài ra cả cái vỏ trứng là không được rồi, bởi vì keo rất là tốt, keo dính rất là chặt. Sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình, cũng là quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bởi vậy, họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng cũng ấp ủ và muốn làm một bức tranh về đại tướng thật khác biệt. Ông đã hoàn thiện bức tranh có chiều dài là 1,4m và chiều rộng là hơn 1,7m. Đây được xem là một trong những bức tranh đại tướng Võ Nguyên Giáp có kích thước lớn nhất Việt Nam. Làm tranh từ vỏ trứng tốn thời gian hơn so với những bức tranh thông thường khác từ 5 đến 10 lần. Và ông đã dành tâm huyết khoảng 2 năm để nghiên cứu với hơn 1.000 vỏ trứng để hoàn thiện. Tôi hay dùng vỏ trứng này tôi làm tranh, cho nên một số anh em cũng đưa đến cho. Và tôi ăn sáng thì tôi thấy các cái tiệm mì rồi các cái tiệm trứng lộn ấy, tức là họ vứt bừa bãi rất là nhiều. Và sau đó tôi cũng bảo với họ và họ cũng đã cất dùng. Và họ đến khi họ được nhiều thì họ lại điền cho tôi để ra lấy về để tôi sơ chế để tôi làm tranh. Đối với cái chất liệu vỏ trứng thì là một cái chất liệu khó sử dụng trong hội họa, nhưng mà qua cái bàn tay của họa sĩ Quốc Vượng thì họa sĩ biết tận dụng được những cái sắc đồ của từng cái loại vỏ trứng để tạo nên những cái sắc đồ ở trong tranh, để tạo cho bức tranh có cái nhịp điệu, có cái màu sắc chuyển từ sáng qua tối rõ ràng. Ngày 25 tháng 8 là sinh nhật của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Món quà từ họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng đã thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau dành cho những người đi trước. Bên cạnh đó cũng lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường.